Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Trong tuần vừa qua có một cái tin tức chấn động tại tòa án thượng thẩm thành phố Los Angeles, đó là chánh án Robert Rodwell đã ra lệnh cho ông khách làng chơi Donald Trump phải trả cho cô đào gái bao vũ nữ Stormy Daniels luật sư phí là $44,100, thưa quý vị. Và ngay sau khi nhận được cái án lệnh này thì cô đào gái bao vũ nữ Stormy Daniels đã tweet lên Twitter và nói rằng đây là một chiến thắng, thưa quý vị. Thì câu chuyện chúng tôi xin kể đầu đuôi như thế này, là vào năm 2006-2007 dường như có một khách làng chơi tên là Donald Trump mang một cái bí danh bí mật là David Dennison và đã đi gọi là ăn chơi với cô gái bao Stormy Daniels này. Và sau đó thì câu chuyện được giữ bí mật và cô Stormy Daniels này phải ký một cái cam kết bảo mật thông tin khách hàng, thưa quý vị, tiếng Mỹ gọi là NDA, tức là Non-Disclosure Agreement, tức là đi ăn chơi mà cũng phải ký cam kết bảo mật. Bảo mật là không được tiết lộ ra là ai đã ngủ với mình qua đêm, ai đã làm tình với mình qua đêm chẳng hạn, như vậy thì phải ký một cái giấy như thế. Thì sau này chúng ta biết là có một ông Tổng thống Donald Trump, thì cô đào Stormy Daniels này nảy ra một cái ý định là viết sách và kể chuyện những cuộc tình qua đêm với một ông khách bí mật tên là David Dennison. Tuy nhiên ý đồ này đã bị luật sư riêng của ông Tổng thống Donald Trump là ông Michael Cohen. Ông Michael Cohen là luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump lúc đó, đã liên lạc với cô Stormy Daniels và hứa tặng tiền là $130,000 để cô này giữ im lặng, thưa quý vị. Xin thưa là gọi là ngậm miệng ăn tiền, một cái số tiền là $130,000. Thì cô này nhận được cái số tiền đó, thưa quý vị, coi như là có ít còn hơn là không có. Rồi sau đó cô đổi ý, thưa quý vị, cô đổi ý là cô muốn thêm tí tí nữa, nhưng mà luật sư Michael Cohen thôi, vậy là đủ rồi, tôi đã đưa cho cô $130,000 là quá mức rồi. Nhưng mà cô Stormy Daniels này mướn luật sư và làm lớn chuyện, thưa quý vị, để hy vọng rằng với một cái ý đồ là câu chuyện mà những cuộc tình qua đêm với khách làng chơi là Dennis Davidson. Nói chung là ông khách làng chơi có tên thật là Donald Trump và bây giờ là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, thưa quý vị. Câu chuyện này nó lùm xùm tình ái tay ba, rồi có những bài báo nói rằng bà đệ nhất phu nhân Melania Trump nghe câu chuyện này đã bực mình, không thèm nắm tay với ông Tổng thống Donald Trump chẳng hạn, như vậy. Báo chí vùng Hoa Thịnh Đốn hay là vùng Washington DC này được dịp viết báo, biết nhăn, biết cội, bán khắp đời ở Hoa Kỳ để kiếm tiền, thưa quý vị. Ông Donald Trump không nắm tay vào là cũng thành một bài báo, hay là một cái ánh nhìn của bà Melania Trump mà không hài lòng với ông Trump thì cũng được tung lên coi như là ghen ngầm, coi như là gia đình lục đục xáo trộn vì câu chuyện của nữ vũ nữ gái bao Stormy Daniels. Xin thưa cô này tên thật là Stephanie Clifford, thì chắc là được luật sư của bên của cô quấy động lên
thì cuối cùng là phải đưa ra tòa. Thì cô Stormy Daniels này đã thua kiện, thưa quý vị, tức là tòa không chấp nhận cái câu chuyện của cô và nói rằng cô có thể là lầm lẫn đâu đó một cái ông khách làng chơi David Dennison nào đó, một ông mập mập cao cao, thưa quý vị, chứ không không hẳn là ông Donald Trump như cô xác quyết. Do đó mà thật ra thì cô cũng không có nhân chứng nào để xác quyết cái chuyện mà cô ăn nằm hay là gọi là qua đêm với nhau với khách hàng của cô, thưa quý vị. Cô này là một diễn viên phim ba chéo, phim cấp 3, phim người lớn, rồi làm gái bao, rồi làm vũ nữ khỏa thân, thưa quý vị. Một diễn viên chuyên nghiệp sống bằng nghề vũ khỏa thân. Thì có vài cái vụ kiện tụng đối với cô, chẳng hạn nói cô này lạm dụng tình dục ở trong quán bar chẳng hạn, như vậy có những cái bài báo tố cáo như vậy, nhưng mà cô đã thắng kiện vì cô nói rằng cô chẳng lợi dụng tình dục của ai cả, thưa quý vị, cho nên là quyền tự do của cô và không được quyền bôi nhọ danh dự của cô. Và cuối cùng là cô đã thắng kiện 400.000 đô la ở cái vụ kiện ở quán bar, thưa quý vị. Nhưng mà trở lại cái vụ kiện lùm xùm giữa cô và khách làng chơi Donald Trump, thì tòa sơ thẩm bác bỏ, không cho cô được quyền xuất bản, được quyền viết lên những bài báo kể lại một những cuộc tình qua đêm với khách làng chơi David Dennison, thưa quý vị, với lý do là cô đã nhận tiền 130.000 đô thì cô phải ngậm miệng. Và lý do thứ hai là cô đã ký giấy cam kết bảo mật, bảo vệ không thông tin khách hàng. Bây giờ đây cô lại làm hê chuyện qua tung tin nói ngược, thưa quý vị, như vậy danh dự cô không còn và chữ ký của cô không còn giá trị, cô phải tôn trọng những cái gì mà cô ký, thưa quý vị. Thì điều đặc biệt là trong cái cam kết bảo mật khách hàng đó thì không có chữ ký của ông Tổng thống Donald Trump, không hề nhắc tới tên của khách hàng là Donald Trump, thưa quý vị, chỉ có cam kết là bảo mật thông tin của ông khách làng chơi mập mập cao cao và được bảo vệ, nói chung là tên là David Dennison. Đây là một cái tên giả, thưa quý vị, chắc chắn là khách làng chơi chẳng ai mà dại dột mang tên thật hết, cho nên cô có vẻ bị yếu thế về vấn đề nhân chứng và vật chứng. Tuy nhiên cái câu chuyện của cô cũng đủ làm gây xôn xao dư luận. Như tôi đã trình bày đó, những nhà báo chuyên môn chọc ngoáy đưa tin lăng nhăng về những cuộc tình tưởng tượng tay ba, thưa quý vị, những cuộc tình qua đêm chớp nhoáng của ông khách làng chơi David Dennison, và họ quả quyết đó là ông Donald Trump và sau này là Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Thì cô này bị xử thua, nhưng mà cô tức quá cô mới nghe lời xúi giục của phe luật sư của cô là thưa lên tòa thượng thẩm thành phố Los Angeles, thưa quý vị. Xin thưa quý vị là quý vị không ở Hoa Kỳ cho nên quý vị không biết tình hình của Los Angeles và của tiểu bang California, thưa quý vị. Tiểu bang California là tiểu bang theo đảng Dân Chủ và thành phố Los Angeles là thành phố có đa số là theo đảng Dân Chủ, thậm chí là đảng viên của đảng Dân Chủ, thành phố mà có cái gọi là ngành đại công nghiệp giải trí là Hollywood, thì đa phần họ theo đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Cho nên báo chí cũng rất nghi ngờ là những vị chánh án của thành phố Los Angeles là theo phe đảng Dân Chủ.
cho nên mới ra một cái phán quyết là bắt ông khách làng chơi Donald Trump, tức là Davis Denison, phải trả luật sư phí cho cô Stormy Daniels này $44,100 thưa quý vị. Tức là cô Stormy Daniels này đã mướn luật sư và tốn kém, và do cái câu chuyện mà những cuộc tình qua đêm lùm xùm của ông khách làng chơi Davis Denison này đã gây thiệt hại cho cô Stormy Daniels, cô phải trả tiền luật sư phí, cô phải e cổ và trả. Cho nên chánh án tòa thượng thẩm Robert Rodwell sau khi nghiên cứu hồ sơ, ông nói rằng ông có những cái suy nghĩ, những cái lý luận logic mà có thể nói là có sự liên can với ông khách làng chơi Donald Trump, thưa quý vị. Có một cái sự phân tích khá là đặc biệt. Ông nói rằng tại sao mà luật sư riêng của ông Donald Trump là Michael Cohen phải trả tiền cho cô Stormy Daniels này, nếu mà không có những cái cuộc gọi là tình qua đêm lùm xùm thì tại sao phải lấy tiền bịt miệng thiên hạ, thưa quý vị. Cái hành động mà lấy tiền bịt miệng cái cô gái làng chơi này chứng tỏ là ông Donald Trump phải có liên hệ liên can, thưa quý vị. Tại vì không liên hệ liên can thì tại sao lại phải sai luật sư riêng của mình đi trái điều đình với cô này, mặc dù sau đó ông Donald Trump chối, thưa quý vị, ông nói ông không liên quan. Còn ông luật sư Michael Cohen lại làm một điều khá buồn cười, thưa quý vị, là lấy tiền túi riêng $130,000 trả cho cô Stormy Daniels này. Một chuyện này cũng là buồn cười, thưa quý vị. Một ông luật sư chẳng có liên quan gì tới cô gái bao này, cô vũ nữ này, vũ nữ khóa thân này, bỗng nhiên một ngày đẹp trời móc ra, đưa ra cái đề nghị là thôi bây giờ cô đừng nói về ông Donald Trump nữa, ông Donald Trump là thân chủ của tôi, đừng nhắc tới ổng, đừng kể những chuyện bậy bạ của ổng ngày xưa nữa, bây giờ tôi xin trả cho $130,000, thưa quý vị. Vậy rõ ràng là có liên quan tới ông Donald Trump, và có liên quan tới những câu chuyện mà cô này sắp kể ra cho báo chí và sắp viết ra trong hồi ký, thưa quý vị. Và bịt miệng cô với cái giá là $130,000. Thì đó là lý luận của ông chánh án Robert Rodwell. Ngoài ra ông còn nói rằng sau đó tòa án đã tìm ra chứng cứ là ông Tổng thống Donald Trump đã trả cho ông Michael Cohen, luật sư riêng của mình, $130,000, thưa quý vị. Như vậy rõ ràng là cái số tiền $130,000 này có liên quan tới ông Tổng thống Donald Trump. Nếu không liên quan thì mắc mớ gì mà ông Tổng thống Donald Trump phải trả cho ông luật sư $130,000. Thì đó là cái lý luận của ông chánh án Robert Rodwell. Thì ông căn cứ vào những cái lý luận của ông nói rằng mặc dù ông Tổng thống Donald Trump là không bị quay phim làm bằng chứng, cũng không có nhân chứng những cuộc tình một đêm với bà vũ nữ gái bao này, nhưng mà qua những cái kết nối liên kết với nhau thì ông nghĩ rằng có liên quan, thưa quý vị. Mặc dù không đủ chứng cứ nhân chứng để truy tố ông Donald Trump ra tòa, nhưng mà có liên can và liên hệ, do đó ông ra án định bắt buộc khách làng chơi Donald Trump phải trả luật sư phí, tiếng Mỹ gọi là attorney fee, cho cô Stormy Daniels. Thì đây là phán quyết của tòa án tòa thượng thẩm thành phố Los Angeles. Và ngay sau đó thì tin tức bắt đầu nó chấn động và nó lên tất cả các báo lớn, các hãng truyền thông thông tấn của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Mặc dù số tiền này thật sự thì cũng không lớn không nhỏ, 44.100 đô la, nhưng mà phe của cô Stormy Daniels này nói rằng chính nghĩa đã về tay họ. Thưa quý vị, thì đây là câu chuyện của mùa tranh cử, và phía của ông Tổng thống Donald Trump cũng chưa trả lời báo giới về cái án lệnh, cái phán quyết của tòa thượng thẩm Los Angeles này. Thưa quý vị, theo chúng tôi nghĩ thì chắc chắn là cũng sẽ có những cuộc đi đêm, những cuộc trả tiền bí mật, thưa quý vị, để mà vụ việc được êm ấm, êm chuyện trong mùa bầu cử này. Vì những cái lý luận của chánh án Robert Rodwell này, tôi nghĩ rằng cũng rất đúng, không có gì sai hết, thưa quý vị. Vì nếu không liên can liên hệ thì mắc mớ gì ông Donald Trump phải trả tiền cho ông luật sư 130 ngàn đô, và mắc mớ gì mà ông luật sư Michael Cohen này phải lập đặt liên lạc với cô Stormy Daniels để đưa ra một cái hợp đồng bịt miệng yêu cầu là cầm nín, cầm tiền để mà coi như là bỏ qua câu chuyện lùm xùm về tình ái một đêm. Cho nên là rất có thể là câu chuyện đó đã xảy ra, tuy nhiên không đủ bằng chứng nhân chứng, nhưng mà cũng đủ để mà gọi là có liên can, thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện của tòa án thành phố Los Angeles, tòa thượng thẩm. Chương trình từ thủ đô này tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.